anh ơi, anh thông cảm giúp em chút ạ. Em xin lỗi, vợ em vừa đẻ trong viện nên là em lo quá mới đến trễ ạ. Vợ cậu đẻ mà sao cậu không bảo tôi? Thôi, đi vào viện với vợ cậu đi, tôi tự đi được. Anh ơi, nhưng mà hôm nay em lỡ hứa với anh là giao xe cho anh rồi. Không sao, tôi tự đi được. Tết nhất đến nơi rồi ấy, gia đình là quan trọng nhất. Cậu đi, nhanh lên. Vâng, anh ơi, vậy em cảm ơn anh, ạ. Ừ. Alo, Trung à? Em có ở trên văn phòng không? Em mang chìa khóa xe máy của em xuống đây, anh mượn nhá. Nhanh, gấp. Ừ. Đây rồi. Anh mua tặng vợ Nick Skin với cả sâm tô nữ nhá. Lần này vợ tha hồ mà dùng. Miễn sao ấy, vợ ngoan với anh là được. Chỉ cần vợ ngoan, em thích gì anh cũng chiều. Nhớ chưa? Mẹ thằng chó ấy, dám đụng xe bố mẹ à? Tại cậu đi ngược chiều. Tuấn. Tuấn? Tuấn đúng không? Tôi đây. Lâu lắm rồi không gặp. Dạo này ông thế nào? Ê, bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra, định bắt tay với tao á? Mày chưa đủ tuổi, đừng có thấy người sang mà bắt quàng làm họ nhá. Cậu nói cái gì thế? Tôi với cậu là bạn bè lâu năm, bây giờ gặp nhau chào nhau một cái thì có sao mà nhận họ hàng cái gì cơ chứ. Tao sang chảnh như này mà có thứ bạn bè như mày à? Mày nhìn đi, quần áo sang chảnh, xe xịn, còn mày thì sao? Đã nghèo thì vẫn hoàn nghèo thôi. Sao không nói được gì à? Bị câm à? Hay là tao nói đúng sự thật nên không biết nói gì hả? À? Tôi không có thói quen nói chuyện với những người có trình độ thấp như cậu. Mày nói cái gì cơ? Mày được lắm. Mày thì hơn ai mà dám thể hiện thái độ với tao à? Tao nói cho mày biết, khi xưa còn đi học, mày chỉ là một thằng học sinh nghèo hèn. May có tao làm bạn. Mới ra đời được mấy năm, không biết làm được gì rồi mà dám lên mặt với tao á? Hả? Tôi không muốn đôi co với cậu. Tôi còn có việc phải đi. Mày muốn đi á? Đâu có dễ như vậy hả? Gây tai nạn xong, tôi định phủi đít mà đi à? Hả? Sao cậu lại đạp vào xe của tôi? Tao thích đấy. Mày mới là người gây ra tai nạn. Mày phải đền tiền cho tao. Mày nhìn xem, xe của tao xịn như này, mới như này, bây giờ ngã, xây xước hết cả rồi. Mày phải đền tiền cho tao. Nếu như mày không đền ý, tao không để yên cho mày đâu. Sao cậu nói vô lý như thế? Hả? Cậu đi ngược chiều, cậu gây tai nạn, cậu là người sai ấy. Tôi không bắt đền cậu thì thôi, cậu còn bắt đền tôi à? Theo luật, xe rẻ tiền phải đền cho xe mới. Luật nào quy định như thế? Luật của tao. Bây giờ mày không đền tiền cho tao ấy, tao không để yên cho mày đâu. Cậu đừng có mà quá đáng. Quá đáng cái thằng bố mày ấy. Đi có xe cùi thế này mà dám mở miệng nói với tao á? Tao tưởng mày lên thành phố lập nghiệp làm ông nọ bà kia, vậy mà tên đến đít rồi mà vẫn phải đi con xe cà tàn này à? Hả? Cậu đừng có mà đạp xe tôi nữa được không? Tao thích đấy. Này xe đòi tiền, đòi tiền này. Sao? Mày có trả tiền cho tao không? Cái loại xe giả rách của mày ấy mà cũng đòi so với xe của tao á? Xe giả rách thì sao? Xe rẻ rách có ảnh hưởng đến cậu không? Cậu có tiền mua xe đẹp mà không có tiền mua nhân cách à? Nhiều người lập nghiệp bằng những chiếc xe như thế này đấy. Lập cái con khỉ nhà mày ấy. Tao nói cho mày biết, cái ngươi như mày ấy đã không có tiền lại còn không có nhân cách, không có liêm sỉ. Nhìn đây này, xe ga nhá, xịn sò,
chí ít cũng phải thế. Chứ cái loại đi con xe cà tàn này ấy, không đủ đẳng cấp để nói chuyện với tao. Sao? Mày có đền tiền không? Không đền tiền ấy thì tao phá nát con xe của mày. Bao nhiêu tiền? Cuối cùng cũng chịu đền tiền rồi à? 9 triệu. Nhưng mà nể tình bạn bè, tao bớt cho mày 1 triệu còn 8 triệu. Sao? Đưa nhanh lên, tao còn đi làm. Cái gì mà 8 triệu? Một cái vết sức nhỏ như thế làm sao mà 8 triệu được? Bây giờ tôi đem xe của anh ra hãng nhá, xem cái vết sức này nó có đáng 8 triệu hay không. Anh làm như thế mà ăn cướp à? Tao không cần biết, tao còn phải đi làm. Thời gian của tao là vàng là bạc. Đưa tiền đây, nếu không ấy đừng có trách tao ấy. Cậu... Thôi được rồi, xem như là hôm nay tôi xui xẻo. Tiền đây. Tiền này ấy, tôi không chỉ trả cho vết xước mà còn để mua nhân cách của cậu nữa. Nhân cách của mày mới có vấn đề đấy. Nhưng dù sao cũng cảm ơn mày nhá. Goodbye. Ôi, mấy đầu năm mà anh lộc lá ghê thế. Sếp thưởng cho anh à? Công nhận anh Tân làm ở đây giỏi thật đấy. Suốt ngày được thưởng thôi. Em ghen tị với anh lắm ấy nhá. Chuyện nhỏ thôi mà. Đây, anh cho tiền em đi uống nước. Em cảm ơn. Mà này, sếp hay khen anh lắm ấy nhá. Anh Tân vừa đẹp trai, phong độ, lại còn bán hàng giỏi nữa. Bao nhiêu em ở trong công ty ấy, chả chết mê chết mệt với anh đấy. Thế em có mê anh không? Mê chứ, anh Tân làm nhiều tiền thì ai chả mê. Nhìn cái đống tiền này chẳng phải được 10 triệu đấy nhở. Anh làm gì mà kiếm nhiều tiền hết? Đơn giản thôi mà. Hôm nay anh đi đường thì gặp thằng bạn cũ, thằng Tuấn ấy, em biết nó chứ. Không hiểu đi kiểu gì va phải xe của anh. Thế là phải đền tiền anh đây này. Tuấn bạn cũ. Thế nữa nhá, hay là lần sau em mà gặp anh ta, em cũng làm theo như anh, biết đâu em lại có tiền. À, lát nữa có khách sộp đến nhận xe đấy, anh xem mà nói chuyện thế nào đấy nhở. Ừ, anh biết rồi. Ô, khách kìa. Chào quý khách. Là mày sao? Mày đến đây làm gì? Ở đây không tiếp đón mày đâu. Ồ, tưởng ai? Hóa ra thằng Tuấn nghèo khổ lớp mình đây mà. Tôi không nói chuyện với hai người. Tôi đến đây để nhận xe. Cái gì? Mày bị điên hay bị ảo tưởng sức mạnh mà đến đây đòi xe? Mày nhìn này mày xem, có đủ tư cách, đủ tiền hay không mà đến đây mua xe? Bớt nổ đi. Cậu nói chuyện với khách hàng kiểu gì đấy? Cậu có tin tôi sẽ phản ánh lên hãng về thái độ làm việc và tiếp khách của cậu không? Ê, hay cậu ta là khách thật? Em cứ khéo lo. Thằng này mà giàu có ấy, thì anh đã là tỷ phú rồi. Chắc là nó cay chuyện lúc nãy đền tiền anh nên đến đây để gây chuyện đấy mà. Phải không ạ? Này, ở đây không có chuyện của mày. Biến đi. Đây là chỗ làm việc chứ không phải là chỗ cho mày gây sự. Đúng rồi đấy, nghèo như vậy lại còn đi xe mày đến đây. Anh bảo anh đến đây nhận xe á, tôi không tin. Thôi, anh cút ra khỏi đây đi. Anh giỏi lắm. Tôi sẽ gọi điện cho quản lý, nói chuyện với anh xem, để xem anh có còn thái độ như thế này với khách hàng hay không.
Này, mày thôi đi. Tao nhịn mày từ sáng đến giờ rồi đấy. Mày đừng tưởng mày lôi cái điện thoại ra mà dọa được tao nhá. Cái loại ăn mặc như mày ấy, mà cũng đòi đến đây mua xe xịn á. Không có chuyện đấy đâu. Đúng rồi đấy. Cậu nghèo khổ như thế này ấy, bảo đến đây nhận xe á. Làm cả đời có mua nửa cái bánh xe không mà bà đặt đến đây lấy xe. Này, xe ở đây có giá hơn tỷ bạc đấy chứ ít gì đâu. Hai người quá đáng lắm rồi đấy nhá. Hai người dám nhìn bề ngoài người khác mà đánh giá như vậy à? Nói cho hai người biết, bộ quần áo hay là một chiếc xe, nó không thể hiện được giá trị hay là nhân cách của con người đâu. Ra vẻ thế nhở. Này, có biết xã hội bây giờ là gì không? Là tiền đấy. Có tiền ấy thì mày nói gì mà chẳng đúng. Dăm ba cái đạo đức nhân cách của mày liệu có ăn được không? Anh mau đuổi cậu ta đi đi. Tí nữa khách hàng đến đây nhìn thấy cậu ta như thế này lại khó chịu đấy. Em nói đúng rồi đấy. Này, biến ra khỏi đây ngay. Mày mà còn đứng ở đây, tao gọi bảo vệ tống cổ mày ra ngoài. Anh quá đáng lắm rồi đấy. Tôi sẽ gọi cho quản lý. Mày đi khỏi đây đi. Tao mà sợ cái loại người như mày á. Cút đi. Sao rồi em? Khách đã đến nhận xe chưa? Mà có chuyện gì mà ầm ĩ thế? À, bọn em vẫn đang đợi khách đây mà chưa thấy đâu chị ạ. Còn đây là cái tên điên nào đến đây để quấy phá chị ạ? Anh Tân đang đuổi anh ta đi. Điên? Để tôi xem. Anh Tuấn. Chị My, chị quen cậu ta à? Cậu ta là bạn cũ của em. Cậu ta thấy em ăn nên làm ra nên đến đây để xin tiền. Xin không được lại quay ra phá phách. Thôi, chị để em tống cổ nó ra ngoài. Cậu... Mày... Anh Tân, cậu xin lỗi anh Tuấn ngay. Cậu có biết đây là khách hàng, là người mà hôm nay sẽ đến đây nhận xe không hả? Cái gì? Khách hàng? Không thể như thế được. Chị My, chị có nhầm lẫn gì không? Đây mà là khách hàng của chúng ta à? Phải đấy, anh ta mặc đồ như thế lại còn đi xe máy đến đây. Làm sao có thể là khách hàng của chúng ta được? Chẳng phải khách hàng chúng ta toàn là chủ tịch với cả giám đốc sao? Hai cô cậu xin lỗi anh Tuấn ngay. Tôi không ngờ nhân cách của hai người lại tồi tệ như vậy. Các người còn nhớ tôn chỉ của công ty chúng ta là gì không? Chúng ta đối xử với khách hàng bằng sự tôn trọng. Dù họ có là ai, địa vị xã hội là gì, dù họ làm công việc gì, có mua hay là không mua xe, thì họ vẫn cần được đối xử tôn trọng. Hai người nhìn lại mình xem. Hai người thật khiến tôi thất vọng. Chuyện này chỉ là đùa thôi, hiểu lầm thôi, đúng không anh? Nói đi. Đúng rồi chị ạ, chị hiểu nhầm thôi. Em với cậu Tuấn đây là bạn bè, bọn em hay đùa ấy mà. Đúng không Tuấn? Tôi không có đùa. Tôi đến đây để nhận xe thật. Vậy mà hai người khinh thường, sỉ nhục tôi vì tôi đi xe máy đến đây. Còn cậu nữa, sáng nay cậu đi làm, cậu đi sai làn đường của mình, đâm vào xe của tôi. Cậu không những không xin lỗi mà cậu còn bắt tôi đền tận 8 triệu. Một cái vết sức nhỏ như thế mà cậu bắt tôi đền 8 triệu, như thế có phải là lươn lẹo, là lừa đảo hay không? Tôi... Em xin lỗi anh, em sẽ đuổi việc người này ngay lập tức ạ. Chị, sao có thể như thế được chứ? Không thể nào. Chỉ vì đây là lỗi của anh Tân mà chị đuổi việc em á? Tôi không liên quan gì hết. Chả là anh này. Cô, hai người thôi đi. Tôi đuổi việc hai người không phải vì hai người đã đắc tội với anh Tuấn, mà là thái độ làm việc của hai người. Tôi có thể chấp nhận những nhân viên thiếu kinh nghiệm, thiếu kỹ năng làm việc, nhưng không thể chấp nhận những nhân viên thiếu đạo đức được. Còn anh Tân, tôi yêu cầu anh trả lại ngay số tiền cho anh Tuấn. Vâng ạ. Tôi gửi cậu. Bây giờ anh có thể đi. Tuấn, lúc trước tôi và cậu là bạn bè, chẳng nhẽ cậu lại dồn tôi đến mức đường cùng này sao? Cậu đừng có viện cớ vào tình bạn. Cậu nghĩ xem, tình bạn nghĩa là gì?
Nghĩa là khi nào bạn gặp khó khăn, xa cơ hay gặp bất cứ chuyện gì, phải giúp đỡ nhau khi cần. Không phải là vênh mặt lên rồi sỉ nhục, coi thường bạn bè. Đây coi như là bài học dành cho hai người. Sông có khúc, người có lúc. Đừng có vì cái đồng tiền mà đánh mất nhân cách của mình. Anh nói thì hay lắm, nhưng anh cũng chỉ là đồ vô lương tâm thôi. Đã cuối năm rồi còn khiến chúng tôi bị đuổi việc à? Vô lương tâm á? Thử nghĩ xem, từ lúc hai người biết tôi là chủ xe, hai người đã xin lỗi tôi được câu nào chưa? Hai người không dám đối mặt với lỗi lầm của mình, lại còn đổ lỗi cho hoàn cảnh. Thế từ lúc hai người mắng chửi tôi ấy, hai người có nghĩ tới lương tâm của mình không? Hai người đi đi, tôi không thể nào mà nhìn mặt hai người được nữa. Cái showroom này không thể mang tiếng với ai được cả. Đi đi. Cậu, cậu nhớ mặt tôi đấy. Em xin lỗi anh ạ. Em không ngờ nhân viên của em lại có những hành động thiếu đạo đức như thế. Em đừng nói thế. Lỗi không phải do em, mà là do nhân cách của họ. Anh rất là quý em. Em là một người tốt bụng, lại còn có trách nhiệm trong công việc nữa. Sau chuyện này ấy, em sẽ rút ra được rất nhiều bài học. Ai cũng sẽ có sai lầm trong cuộc sống, quan trọng là họ có biết sửa sai hay không. Em cảm ơn anh. Bây giờ em sẽ đưa anh ra nhận xe nhé. Anh đi theo em ạ. Đây là chiếc xe mà anh đã chọn, anh có thể thử. Thank you.